Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở bên dưới tay phải màn hình của các bạn để nhận những tin tức mới hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày nhé. Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi tin tức showbiz mới nhất hôm nay. Quách Thành Danh chơi lớn khi tặng hẳn siêu xe BMW mùa trần cho vợ nhân ngày Valentine. Có lẽ đây là món quà Valentine khủng nhất mà nửa kia của một nghệ sĩ vì biết được nhận. Quách Thành Danh chứng minh sự giàu có của anh không hề là tin đồn. Thưa quý vị, thưa các bạn, ca sĩ Quách Thành Danh, tên thật là Phan Thanh Tùng. Anh sinh năm 1977, là một giọng ca được đông đảo khán giả yêu thích với hit Tôi Là Tôi. Dù vài năm trở lại đây, Quách Thành Danh không đẩy mạnh tên tuổi bằng những sản phẩm âm nhạc hoành tráng, song anh vẫn xuất hiện đều đặn ở các chương trình biểu diễn trong và ngoài nước. Ở độ tuổi 43, Quách Thành Danh đang có một cuộc sống êm ấm bên người vợ, âm thầm kết hôn nhiều năm, cùng cơ ngơi giàu có cả ở Việt Nam và Mỹ. Hiện gia đình anh đã sang Mỹ định cư gần một năm nay và bà xã nam ca sĩ cũng đã hạ sinh nhóc tì thứ 5 tại đây. Nhân ngày Valentine, Quách Thành Danh chơi lớn khi tặng vợ hẳn siêu xe BMW mua trần. Có lẽ đây là món quà khủng nhất mà nửa kia của một nghệ sĩ Việt nhận được trong ngày lễ tình nhân năm nay. Nam ca sĩ viết, lễ tình nhân năm nay không có gì ngoài hai món quà bé bự này tặng vợ yêu. Tội vợ tôi rất thích được tặng quà, lễ gì cũng muốn có quà, kể cả 1 tháng 6, Halloween hay rằm tháng 7 cũng muốn có quà. Ước gì anh kiếm thật là nhiều tiền để mua quà cho vợ mỗi ngày, vợ nhỉ. Love you. Không chỉ tặng xế sang BMW, bà xã Quách Thành Danh còn nhận được món quà bé bự này. Chắc hẳn rất nhiều chị em ghen tị và ngưỡng mộ với những gì vợ nam ca sĩ Tôi Là Tôi đang có. Quách Thành Danh bất ngờ bỏ lại nhà 22 tỷ ở Sài Gòn để sang Mỹ định cư. Quý vị và các bạn thân mến, nam ca sĩ cho biết anh cùng vợ và 4 con đã sang Mỹ được hơn 1 tháng. Tháng 11 năm 2018, Quách Thành Danh cùng 4 con và bà xã chuyển về sinh sống tại căn biệt thự hơn 1 triệu đô la Mỹ, khoảng 22 tỷ đồng ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Cơ ngơi mới của nam ca sĩ rộng rãi và thoáng hơn nhà cũ. Do nhà có nhiều con, sợ vợ vất vả ôm đồm công việc không xuể, giọng ca Tôi Là Tôi đã thuê đến 5 người giúp việc. Tuy nhiên mới đây, Quách Thành Danh tiết lộ với phóng viên rằng gia đình anh đã sang Mỹ định cư được hơn 1 tháng. Theo anh, quyết định sang Mỹ sống là một sự lựa chọn táo bạo và tốn kém. Giọng ca Tôi Là Tôi đã chi 500.000 đô la Mỹ, khoảng 11,5 tỷ đồng để mua nhà mới rộng 1.000 m2 ở bang Texas cho vợ và 4 con sinh hoạt được thoải mái. Sang Mỹ, Quách Thành Danh phải tạm ngưng mọi hoạt động ca hát tại Việt Nam dù hiện rất đắt show. Anh bận rộn với nhiều công việc từ sửa nhà, trồng cây, cho tới chăm sóc vợ đang mang bầu đứa con thứ 5 và lũ trẻ. Ở Việt Nam gia đình có 5 người giúp việc, qua đây thì chỉ có 2 vợ chồng nên cũng khá vất vả. Do các con chưa quen múi giờ nên khá quấy khóc. Vợ có lúc buồn và tủi thân do quen cuộc sống cũ. Sau 1 tháng trôi qua thì mọi thứ đã ổn định, Quách Thành Danh bộc bạch. Lý giải về việc chọn sang Mỹ định cư khi công việc và cuộc sống tại Việt Nam khá tốt, Quách Thành Danh thẳng thắn. Tôi và vợ đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều mới đưa ra quyết định này, nhưng chúng tôi cố gắng vượt qua vì muốn con được học tập trong một môi trường tốt nhất. Theo Quách Thành Danh, các con của anh sẽ không gặp vấn đề về mặt ngôn ngữ vì trẻ con rất thích nghi nhanh với môi trường sống. Căn nhà Quách Thành Danh mới mua ở Mỹ gần trường các con đi học, cách nhà mẹ, chị gái và em gái nam ca sĩ vài phút lái xe. Anh tiết lộ, nhà xây sẵn, một phòng chơi lớn, một phòng khách, 4 phòng ngủ, 2 phòng ăn. Vì nhà có con nhỏ nên tôi dùng nội thất tầm trung, tổng chi phí hết khoảng 50.000 đến 70.000 đô la Mỹ, khoảng 1,1 đến 1,6 tỷ đồng. Quách Thành Danh thừa nhận đánh đổi với môi trường sống tốt thì anh phải chịu các khoản thuế và bảo hiểm khá nặng. Theo đó, mỗi năm anh phải đóng thuế nhà đất khoảng 12.000 đô la Mỹ, tầm 300 triệu đồng. Riêng bảo hiểm, mỗi tháng cả nhà tiêu tốn hết 1.800 đô la Mỹ, tương đương với khoảng 42 triệu đồng. Quách Thành Danh tậu biệt thự sân vườn 20 tỷ đồng tặng vợ và 4 con. Quý vị thính giả thân mến, trong ngày vía thần tài, ngày 25 tháng 10 mùng 10 Tết, ca sĩ Quách Thành Danh đăng tải thông tin tậu nhà mới với hy vọng một năm làm ăn thuận lợi, may mắn. Bên cạnh đó, do nhà có 4 con nhỏ và 5 người giúp việc nên giọng ca Tôi Là Tôi thay đổi cơ ngơi để mọi người sinh hoạt thoải mái hơn. Liên hệ với Quách Thành Danh, anh cho biết căn nhà mới mua tặng vợ con có diện tích sử dụng 500 m2, tọa lạc tại khu dân cư ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, gồm 5 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp, 1 phòng ăn quầy bar và phòng karaoke riêng.
Quách Thành Danh cho biết, căn biệt thự sau hoàn thiện có giá trị 20 tỷ đồng, được thiết kế theo phong cách nhà phố hiện đại với tông màu kem. Bên cạnh đó, căn nhà có khoảng sân vườn khá rộng, được trang bị hồ bơi cùng vui chơi dành riêng cho trẻ em. Trước đây, gia đình Quách Thành Danh sinh sống tại căn biệt thự 10 tỷ đồng, được xây dựng vào năm 2009, tọa lạc tại khu dân cư phường Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cơ ngơi giọng ca Tôi Là Tôi tích góp xây dựng sau hơn 20 năm ca hát. Giọng ca Tôi Là Tôi tâm sự, thú thật, nhà cửa, xe cộ đều do tôi làm việc tạo ra. Nếu mỗi người đều có ý chí và đặt ra mục tiêu để phấn đấu, thì không gì là không thể. Gia đình tôi làm đủ sống, chăm lo cho các con và chi tiêu hàng nghìn thứ phát sinh mỗi ngày. Ngoài việc tất bật chạy show, Quách Thành Danh còn kinh doanh bất động sản và spa làm đẹp. Anh cho hay công việc ca hát mang lại cho anh nguồn thu nhập chính, nhưng anh vẫn muốn tạo cho bản thân nhiều cơ hội mới cho tương lai. Nam ca sĩ gặp nhiều lời đồn về cưới vợ giàu. Về điều này, anh nói, tôi xin khẳng định vợ là người xuất thân trong gia đình hoàn toàn bình thường. Cả hai đến với nhau bằng tình yêu chân thành. Có lẽ thuận vợ thuận chồng nên tổ nghiệp yêu thương, mười mấy năm đi hát đều rất thuận lợi. Bên cạnh đó, tôi đầu tư kinh doanh cũng đúng chỗ nên tiền sinh ra tiền. Bà xã kém hơn Quách Thành Danh 8 tuổi, cả hai gặp nhau trong lần quay MV rồi dần dần nảy sinh tình cảm. Cặp đôi chính thức kết hôn cách đây 7 năm và công khai rồng rộ với truyền thông và khán giả. Tôi trân trọng tình cảm của mình và không muốn bị đưa ra bàn luận quá nhiều. Khi cuộc sống gia đình dần ổn định, tôi bắt đầu cởi mở hơn. Chúng tôi có 4 cháu được khỏe mạnh, năng động và thông minh. Trước giờ tôi và vợ luôn ý thức được việc không chia sẻ nhiều về con cái để các con được vui chơi, học hành như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác. Anh nói, về việc sinh nhiều con, Quách Thành Danh tâm niệm, nhiều con nhiều phúc nên gia đình anh không suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Bên cạnh đó, anh rất trân trọng vợ trẻ xinh đẹp. Vì dù rất sợ đau nhưng biết chồng thích em bé nên cô vẫn cố gắng mà không hề than phiền điều gì. Vì vợ đã hy sinh quá nhiều nên ngoài việc ở nhà và chăm con, Quách Thành Danh không cho vợ làm thêm việc gì. Anh tâm sự, phần kinh tế tôi sẽ gánh vác hết, chạy show nhiều hơn một chút là được. Tôi phải làm việc gấp đôi ngày trước vì phải lo cho gia đình 6 người và 5 giúp việc. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên click vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để ủng hộ kênh và nhận những tin tức hay và mới nhất được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.